nhà bạn đang sử dụng một là loa kéo này, hai là âm ly này, nhưng mà âm thanh của nó không còn được hay như lúc ban đầu. Vì lúc ban đầu chúng ta mua về nó rất mới, nhưng sau thời gian sử dụng 3 đến 4 năm nó không còn âm thanh hay như trước. Thì hôm nay giới thiệu anh em một chiếc mixer nhỏ gọn như thế này, nó sẽ nâng cấp toàn bộ, một là loa kéo trong gia đình, hai là toàn bộ âm ly trong gia đình, kể cả là cục đẩy cũng kết nối được luôn, để cho nó hay hơn và nó mượt hơn. Thì con mixer Max F79 Pro này nó có hiệu ứng equalizer. Hiệu ứng này là hiệu ứng bàn trộn âm thanh, nó sẽ trộn toàn bộ âm thanh khi mà lấy âm thanh từ gốc, và nó làm cho hay hơn, nguyễn hơn. Nó nâng cấp toàn bộ bát trục chép của chiếc âm ly này luôn, chiếc loa kéo này luôn, và làm cho âm thanh nó ra nét hơn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết nối vô cùng đơn giản. Nếu như các bạn sử dụng âm ly thì bên mình, nếu mua hàng bên mình sẽ có ngay một sợi dây ca lông như thế này để chúng ta cắm trực tiếp vào âm ly. Đây, ca lông như này. Còn nếu chúng ta sử dụng loa kéo thì đây, đây là sợi dây hoa sen, ra hoa sen chúng ta cũng cắm trực tiếp vào loa và âm ly như thế này. Đây, và cái này, và chúng ta cắm trực tiếp ra đây. Âm thanh nó sẽ hay hơn 100%, như thế này nó sẽ hay hơn 100% các bạn này. Trắng cái trắng, đỏ cái đỏ này. Đấy. Còn nếu như chúng ta cắm, đây em sẽ hướng dẫn các bác cắm vào âm ly trực tiếp luôn. Đây, các bạn nhìn này. Đây. Đây là âm ly nhá. Rồi. Đấy, chúng ta cắm hai đầu ca lông cái vào, nó nghe nó cực phát, đúng chưa? Sau đó chúng ta cắm trực tiếp vào. Ở đây chơi loa kéo cũng được luôn, mà chơi âm ly cũng được luôn. Đây. Chúng ta cắm ra đầu ao của âm ly. Đấy. Lúc này âm ly nó không còn tác dụng để hát nữa, A với A và B với B. Các bạn nhá. Đây, màu trắng và màu đỏ input in là vào, ao là ra, được chưa? Đây thì chúng ta cắm vào. Sau đó chúng ta cấp nguồn. Nguồn ở đây là con này, nguồn nó sẽ cho có sẵn. Con này là nguồn 9V, chúng ta cắm nguồn vào. Đấy, được chưa? Và bây giờ việc còn lại là chúng ta sẽ bật cái mixer lên để chúng ta khuếch đại âm thanh. Em sẽ rút cái loa kéo ra tạm thời để cho chúng ta hát trước, nghe trước. Đấy. Đấy, ok chưa? Đấy, mở nhạc này. Đấy, và bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth. Đây, sau khi nó mở lên anh em nhá. Đây. Mở lên thì con này nó có sẽ đường như này, và chúng ta chọn vào Bluetooth, nó sẽ nhấp nháy như này. Ấn vào màu đen. Đấy, bây giờ mình sẽ thử dụng hai con này đánh hai kênh riêng biệt. Kênh A và kênh B đánh hai loa luôn, equalizer luôn. Có bốn cổng mic riêng biệt, và bây giờ mình sẽ cắm cả cổng mic vào đây cho các bạn nghe trải nghiệm xem như nào. Đây, được chưa? Đấy, ok chưa? Bây giờ đầu tiên là mình sẽ cắm kết nối nhạc trước, trước khi là mình kết nối mic. Ok, để cho anh em nghe nhạc nhá. Đấy. Vào Bluetooth này. Đấy, bật Bluetooth lên. Đấy, BT Audio chúng ta kết nối, được chưa? Và chúng ta mở nhạc cho âm lượng của âm ly lên. Đấy. Đây là mình đã kết nối nhạc. Mình chỉnh bài chỉnh của bát trung chắc của nhà. Còn bây giờ tiếng mic thì sao, mình sẽ thử tiếng mic các bạn này. Alo, 1 2 3 4 5 6. Này quý vị nghe tiếng mic nó sáng ạ. Alo, 1 2. Để cho các bạn thử 9 hiệu ứng vang nhá. Đây, mình sẽ thử các bạn luôn. Đây, alo, 1 2. Alo, 1 2. Nghe nó vang bợt này. Alo, 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 6 7. Đấy. Alo, nó có delay một chút này. Alo, 1 2 2. Alo, 6 7 1 2. Đấy, rất nhiều hiệu ứng luôn. Bây giờ mình sẽ hát cái giọng cao ok này. Giọng số 6 nha anh em nhá. Alo, alo, quý vị nghe vang số mà. Hát karaoke cảm giác rất là nhẹ luôn. Đấy, đây mới là hiệu ứng của vang số. Và các bạn nghe thử xem âm thanh nào nhá. Alo, cái loa này hơi rẻ một chút quý vị ạ. Bên phải phần giỏ hàng chúng ta bán nhá, F79 Pro các bạn nhá. Xin chào.